Chào tất cả mọi người nha. Rồi hôm nay cũng như thường lệ thì mình cũng có ít đồ nghề mình gửi tới anh chị em mình. Hôm nay đồ số lượng thì cũng hơi khá khá, nói chung thời gian thì cũng có hạn, mình không thể nào bán nhiều cho mọi người được. Thì anh em chú bác mình mua hàng hôm nay không được thì ngày mai ngày kia mình có thể mua những món khác. Nói chung đồ nghề thì nó cũng rất là đa dạng và phong phú. Thì mỗi ngày mỗi khác, hôm nay dụ ngày hôm nay khác, ngày hôm kia nó khác. Tùy theo em mỗi ngày nha. Thì anh em mình mua hôm nay không được thì ngày kia ngày nọ mình mua nha. Rồi mọi người mua hàng nhắn tin qua số điện thoại 0966899730 nha, nhắn tin đi nha mọi người. Tại vì mình điện thoại anh em, thứ nhất anh em hay điện kẹt máy, thứ hai nữa mình không thể vừa nhắn tin mà vừa nghe điện thoại, mình không thể nào xem mà chốt hàng hết từng người. Thì anh em các bác mình nhắn tin thì ai đến trước thì mình sẽ chốt trước, chứ không có thể một sản phẩm mình chốt cho hai người ha. Ai trước mua trước. Thì giá mình bán là chưa bao gồm ship, cái nào còn mình sẽ trả lời, cái nào hết mình trả lời nha anh em. Nhiều khi mình anh em mua hình thức điện thoại thì hổm rồi mình nghe, ví dụ một sản phẩm mình đã bán hết rồi, có thể là một món hàng hay ha, món đọc gì đó, có thể là một ngày trả lời có thể 5-70 lần, cho nên nó rất là phiền nha mọi người. Anh em cứ nhắn tin qua, còn mình trả lời hết mình không trả lời nha. Rồi giá mình bán là chưa gồm với ship, kể cả mọi hình thức nha anh em. Anh em mua chuyển khoản thì trên 500 ngàn mình đi ship nha. Còn muốn mua, mặc dù anh em mua được món hay món thì anh em có điều kiện chuyển khoản thì thêm mình 10.000 hoặc 20.000 tùy theo món hàng nặng hay nhẹ ha. Rồi mã đầu tiên không số nha, bán cây thước cập 250. Cây này không biết sao làm bị thẹo lên tí xíu nha anh em, nhưng mà số nó còn rất là rõ. Mitutu vô nha. Với lại nó cái lô này về sao nó bị hay bị cắn ngay cái đầu, nó gãy nó đi tí xíu thôi anh em. Nó gãy thêm tí xíu mình mài lại nha, chứ còn về cái độ đo ha, cái độ chính xác nó gần tuyệt đối ha, cũng y như hàng mới. Thứ này còn sáng nha, còn được. Thì nó dùng hàng tiền nào của nấy thôi, dùng mới thì nó giá nó khác, tiền cái này nó hơi cũ, nó không phải là mà cũ lắm. Số còn rất là rõ ràng được rồi đó, thẹo đây nha, không bị gì hết. Đó. Kéo ra ào ào bình thường ha, 250 nha anh em, không số ha. Rồi cái mã đầu tiên là mấy cái món này đi, cái mũi dít nha anh em, 200.000. Chung mỗi ngày nó mỗi khác anh em. Thì này có cũng có một ít, thì anh em nào mua thì hôm nay mũi dít này mình còn nhiều nha. Nếu anh em nào mua rồi thôi, cái nào mình chưa mua, mình không muốn mua thì mình xem lướt qua xem những sản phẩm khác nha, để tiết kiệm thời gian của mọi người. Chung mình như mấy cái eto bự hàm trăm á, mình bán được 5 cái, một số anh em đã chuyển khoản rồi thì anh em phải chờ mình hôm hay hôm nha, mình vệ sinh lại rồi mình sẽ ship hàng cho anh em nha. Tại vì mình còn khoảng dù anh em trong số lượng một hơn chục cái đó, thì những anh em mua trước, ví dụ mình sẽ tuyển chọn những cái nào dạng tốt nhất có thể. Nhưng mà theo mình đánh giá thì nó dạng cũng không có sự chênh lệch nhiều, dù 9,5 với 10 thôi, đa phần nó là như vậy. Thì 2,5 triệu một cái, số anh em đã chuyển khoản rồi thì mình nói lên clip này, anh em có xem thì cũng chờ mình ít hôm mà chứ không nhiều. Mình cho vệ sinh nó sạch sẽ lại. Rồi mình nói cho anh em rõ, để như khi anh em chuyển tiền rồi mà mình không chưa thấy mình giao thì mình cũng nói rõ cho anh em mình hiểu biết nha, chứ mình tạm chưa kịp vệ sinh thôi, để lại kiểm tra được những sản phẩm nào tốt nhất có thể để giao cho những anh em đó. Rồi sản phẩm này là 2,4,6,7,8,9 mũi dít ha, 200.000. Cái mũi dít này một tấc này, chấm tấc 2 anh em, BF2 ha, BF2 một tấc, tấc 2 nha, mới đẹp hết. BF1 2 tấc, biết một nha, hai đầu hai tấc, hàng bãi Nhật mà cái lô này nó mới 100% anh em. BH3 một tấc, đây là BH2 nó 7 phân, hai mũi BH1 và BH2, cốt nó nhỏ nha, cốt nhỏ 4 ly 4,5 ly. Cái này một tấc, cốt 3 ly, BH1 BH0 này đây, hai mũi đầu trừ và BF2 5 phân nha, cốt nhỏ, để anh em dặn đủ thứ. 2,4,6,8,9 mũi nha, 200.000 chưa bao gồm ship. Rồi mũi dít 200.000 không có gồm cái mâm nha anh em, mình để trong cái mâm thì anh em hay vô nhầm nha. Rồi mã số 1
220.000 gồm hai cái mũi khoan CNC này ha. Rồi anh em nào có sử dụng những dụng máy này chắc cho dành cho những anh em cơ khí. Đây một mũi khoan vàng, một mũi khoan đen. 13 ly ha, Nachi. Ngắn nha mọi người. 9 phân à, mũi khoan này khoảng khoan được khoảng 5 phân hơn ha. Đó, anh em xem kỹ ta, mình có dục trong cái nghề của mình xem có cái mũi khoan như thế này có đẹp hay là không đẹp, anh em cũng nhận thấy nha, mình cũng cố gắng quay nó tối đa cho mọi người nhìn thấy cái sản phẩm mình muốn mua cho nó rõ ràng. Còn cái thằng này 18 ly ít da băng nha, khoan vàng đó. Đẹp long lanh nha, này chắc khoảng tắt hơn quá 10 đến 5 mà ha. Đó, khoảng 4,5 ly. Hai mũi CNC này 220.000, chưa bao gồm ship nha mọi người, chưa bao gồm ship nha. Này 201B, cái mũi khoan này bộ nguyên bộ, không phải bộ mà mình không có thời gian để soạn nó nhiều mọi người, dùng cũng phải soạn cũng có trùng lập 1-2-3 mũi tối đa 6,5 ly. Này có bo thêm cái mũi khoan tường 3 ly, 3 ly 2 gì đó. Đây, cái này là mũi khoan sắt 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10 mũi khoan sắt. Thì nhỏ nhất nó là 2 ly mấy nè. Là tới 3 ly, 3 ly 2, 3 ly rưỡi, 4 ly rưỡi, 5 rưỡi, 6 rưỡi. Này to nhất là như đây, như tối đa là 6 rưỡi nha anh em. 7 ly, có mũi này 7 ly ha. Bán giờ bốc đài chứ không có thời gian mà ấy soạn từng nguyên bộ được rồi. Thì anh em mình có nhu cầu xài gia đình mũi khoan nhỏ thường xuyên thì mình mua bộ này nha. Dù cái chót đầu nó không có, này có sử dụng, dù không có bé anh em cứ mài sơ lại mà dùng thôi, một số ít thôi chứ không có nhiều. Này là cái nguyên bản của nó nghe nè, chứ không phải mình thấy hai bên nó giống y hệt nữa. Đó, khoan còn đẹp nha, mình trên tay mình thấy còn đẹp, không có mẹ cái thân nha anh em, cũ mình vứt. Cộng thêm mũi khoan tường đó, cho thêm cái mũi khoan tường nha, có một bộ duy nhất này 3 ly nha mọi người, 3 ly nha, tổng cộng nó là 11 mũi 200.000. Rồi có một bọn anh em có thể mua mũi khoan thì mình còn rất là nhiều, nhưng mà mình phải soạn bán cho mọi người chứ không có thời gian soạn nhiều được mọi người. 2A, cái này 200 nha, cái này khoan tường. 2B 250, bao gồm nó là một mũi chui gài và một mũi khoan tường, này nó nằm ở trong rồi. Mình để đo đi mũi khoan này. Này 8 ly anh em, 8 ly mũi khoan tường. Còn cái mũi khoan chui gài này nó là 10 mấy ly đây, 12 ly rưỡi. Này của Đức, của Nhật, da băng hết nha, mũi khoan bãi Nhật nha anh em. Cái này 3 cạnh, mũi khoan bê tông này 3 cạnh nha. Mũi khoan tường này anh em xem, nhưng mấy mũi khoan này còn đẹp nha. 8 ly. Đó, mấy mũi ba cạnh này nó mắc lắm nha mọi người, anh em mua đồ bãi thì chung cũng tiết kiệm được khá. Cái loại hàng nó chất lượng hơn nữa, tuy nó cũ nhưng mà sử dụng cũng khá tốt. Hai mũi này 200 nha, 250 cho hai cái mũi này, 14,5 ly và 12,7 ly, 12,7 ly với 14,5 ly nha. Hai cái chui gài, một cái thằng này có hai cạnh nè và một cái ba cạnh đó. 2B 250 nha. Rồi 2B 250. Đây cái món này một
giới thiệu nốt mấy cái mũi khoan cho anh em mình, cho một lọt một cho mũi khoan đi ha. Số này số 3A đi nha. Cái bộ này cho những anh em nào chắc xài khoan linh kiện điện tử quá, 150 nha mọi người, gồm hai cái mũi khoan nè, ba cái mũi luôn, có nhiêu cho nhiêu, 3 ly nha. Thằng này của thằng Đài Loan xuất Nhật nha anh em, Đài Loan xuất Nhật 49, 3 ly còn mới ha. Còn hai này hàng bãi Nhật, đây là nó có sử dụng, nó khoan nè, nó khoan li ti này chắc tầm 2 ly quá anh em, 2 ly hai cái mũi 2 ly nha, 2 ly 3 ly hình như dư 2 mũi 2 ly ha. Đó, 3 mũi khoan vậy, cái tu vít dạng đồng hồ nha anh em, cộng thêm 3 cái tu vít này nữa. Chắc xài những cái khoan linh kiện điện tử, anh em xài những cái mấy cái đầu vít cũng cần tới những cái mũi vít nhỏ này ha. Nè, hai cái đầu cộng nó nhỏ lớn nha, và một đầu trừ cho khoảng 3 ly. Đó. Tổng cộng 5 chi tiết nha. Đó. Rồi 5 cái 150. 3A ha. Giờ tới 3B. Nhiều quá. 3B 200. Nó đồ trong bịch không nha anh em. Một mũi khoan tầng, còn trong bịch full mới 100% luôn ha. Giờ mà nó quăng bãi nè. Anh em nhìn con số nha. 2 mm tới 16, đây nó ghi xong số mình không hiểu. Mũi khoan này made in USA luôn nha, chứ không phải mũi khoan Nhật nữa. Khoan máy khoan Mỹ này nè, rất đắt tiền nha. Hàng bãi được như thế này là nó được cái là nó bảo vệ trong đây hơn, là nó không có bị ố hay bị rỉ sét cái gì hết. Đó. Mũi khoan của Mỹ nha, made in USA. 200.000 ngang cho mũi khoan tầng này. Thì anh em nhìn trong cái thông số nó nha. Này có tối đa 18 ly nè. Này nhỏ nhất 6 mm nè. Rồi, 3B nha, 200. Trời đang mưa, chuẩn bị mưa gió đùng đùng anh em. Anh em có lúc có mưa anh em chú ý lắng nghe nha. 4A 300. Cho bộ mũi khoan này anh em. Khoan này khá chắc nha. Thứ nhất là một cây mũi khoan chui lục giác 6 ly. Mũi khoan vàng nha. Mấy mũi khoan này những khoan nó cái thứ nhất là nó cũng đắt tiền, cái hai nữa là nó ra cái phôi nó đẹp lắm nghe anh em. Anh em nào ra cơ khí chắc rành hơn mình, có số anh em chia sẻ là mấy mũi khoan vàng này khoan nó ấy. Thêm cái mũi khoan này 6 ly rưỡi. Đó 6 ly 6 rưỡi còn lại mấy cốt tròn không nha. Đó mấy mũi khoan nó full mới nó đẹp như thế này nè. Này chưa dùng nha. Nó bị rách đây nè. 6 ly rưỡi này nha. Đồ của ta nó dục quá trời lâu, anh em thấy quá còn như mới. Cái mũi khoan này khoảng tầm nếu mình mua ở đây cũng không phải dưới 100.000. 6 ly 6 ly rưỡi, 5 ly 4 ly 3 ly đủ chuẩn luôn, toàn xịn hết. Này, anh em thấy cái mũi khoan nó để giá nè, 800 mấy chục yên là nhiêu, 900 trăm mấy chục ngàn, gần 200.000 tiền mình ha. Mấy mũi khoan mới có 4-5 ly thôi, 1-2-3-4-5 cái mũi này anh em mua đồ bãi là tiết kiệm như 1/3 rồi nha. Đó, cầm 300.000 thì anh em mua, chỉ nếu mà hàng mới thì bây giờ thì không biết có giá bao nhiêu, nhưng mà anh em có thể là mua thêm được mấy mũi, mũi đơn giản 3 ly thôi 580 yên, này 780, này 808. Đó, 5 mũi nha, 3-4-5 6-6 rưỡi, 300.000 nha mọi người, chưa bao gồm ship nha, tất cả mũi khoan vàng. Đó, nó vô bịch hết cho mọi người. Chung mấy cái thằng này vứt đi nha mọi người, cái dao vứt đi, vứt đại đấy, nó tại vì nó bị rách rồi, cho anh em để nguyên bạn về cho anh em mình xem thôi, chứ nếu mình có dao vứt đại cái này đi ha.
còn cái mũi bên trong là vẫn y vậy nha, 400-300 ngàn chưa bao gồm ship nha. Rồi tới mũi khoan khoa cái này đi, hết mũi khoan nè. Bây giờ tới cái món này 4B nha anh em, ba cây đục, một cây lấy dấu, một cây đục lỗ và một cây đục dẹp. Mà này có thông số mà, mấy cây này là thép không rỉ, nó mạ rơm ngoài nhưng mà nó bị nổ mạ rơm đi tiên nha anh em, đồ của Nhật hết nha. Cây lấy dấu thứ nhất 1 tấc, cây thứ hai cây đục lỗ nó 13,5, cây đục này nó khoảng 15, nghe nó chắc khoảng phân ba ha. Nó hai cây này còn mới, cây đục lỗ còn mới. Ba cây 180 nha mọi người, chiêu bộ gồm ship ha, 4B nha. Rồi số 5, 5A là cái món này 200. Thì anh em vui lòng nhắn tin, vui lòng mà cái nhắn kỹ cái mã số mình muốn mua nha, để anh em nhắn nhầm, mặc dù có hai mã AB mà anh em nhắn số 5 không là mình không biết cái sản phẩm nào, mà mình hỏi lại anh em nó chờ anh em trả lời là người khác cần là mình mua, mà mua là mình bán nha. Cái mũi khoan khoét này, cái này khoét gỗ nó khoét như thạch cao vậy đây, của Nhật nha mọi người. Cái loại này của Nhật nha, đây là nó có thông số, nó tắc 40 60 80 tắc, tắc 2. Cái này anh em về xử lý giùm mình nha, tại vì nó hơi cứng chút, mình không có dặn ra nha. Đó. Không biết sao nó siết sao hơi cứng quá, anh em về xịt rửa gãy vô anh em xử lý ra nha. Cái này dạng ống răng nó không có bị gì hết, nó lâu dục lâu ngày nó chắc có thể là nó dơ, nó bắt nó reset hay tí xíu hay gì. Thì bề ngoài là còn y xì nha anh em, tại có thể là nó siết cứng quá. Đó. Thép đen nha, cái mũi còn nhọn đót luôn nha. 200 ngàn cho cái mũi khoan khoét này ha, 5A nha mọi người. 5B là 350, mũi khoan cái này là xịn luôn anh em, có hai cánh để cho anh em mình điều chỉnh luôn. Cái thân này là cây, một cây thép không rỉ nữa, mấy cái hàng này nó mới nè. 200 gì nè, ghi thông số là 8 10 12 4 6 18 20. Đó. Có thể điều chỉnh ra. Một khoan này đó, cái này chắc khoét gì ta, cái này chắc khoét gỗ nè, không khoét kim loại này. Phải mẻ không hay là nó nguyên bản đó, em làm như nó nói cái phần ngoài là cái phần hợp kim hai lớp thép vậy đó, đó hai lớp thép vậy ha. À, không phải bị mẻ đâu nha. Đó. Anh em có sử dụng trong nghề ngành nghề của mình rồi phù hợp này để mua hàng nha. Chứ mình quay thế này rồi anh em về coi hàng nữa, một số sản phẩm một số anh còn khó khăn còn trả hàng mình quay mình đo, dù mình đo vậy rồi còn kêu mình còn vừa rồi có đơn trả kêu đo ngang đo dọc, quay trên clip kỹ rồi còn kêu đo ngang đo dọc đo đủ kiểu không, vậy cuối cùng không nhận. 5B ngang 350, không biết sao phục vụ cho nó vừa. Số 6 là cái món này, số 6 nha, 6 thôi, 300. Một cây thước ke của cơ khí, cái này nó nặng dữ, nó dày và nó nặng nữa nha anh em. Cái này anh em mua dành cho những anh em nào chắc làm cơ khí là nhiều hơn, không có số má gì hết á, dày 2 phân, dài khoảng 12, cái này xài biết chừng nào mà hư. Cái này 2 tấc đúng nha, còn cái phần này được 12,5, nó đo hết cái góc này nó là 13 và 20 ha.
còn cái phần này là thôi, trong cây này nó dày, nó nặng dày khoảng 3 ly đó. Còn này 20, dày và nặng lắm nha anh em, dày và nặng lắm nó anh em. Cái thước mà là 6 lạng là nếu nó dày cỡ nào ha, 300.000 nha, chưa gồm ship. Cái này nó thép không rỉ nè anh em, nó thép sáng nè, dục bãi hơi lâu nó có thâm chứ không phải nổ, thép sáng chứ không phải thép không rỉ, không phải mạ rơm mà thép không rỉ được. Cái này dạng thép sáng nha, cầm nó rất là nặng và đầm tay. Rồi số 6 300 chưa gồm ship. Số 7, số 7 là cây 7A ha, 300 là cây kìm chết này. Kìm này cũng của thằng mấy kìm chết mà này, không phải kìm này, hơi chuyên dụng để cho anh kẹp nè. Cái này nguyên bản nó là như vậy nha anh em, nguyên bản nó để cho mình làm cái thanh sắt tròn đây nè, để cho mình anh em kẹp đồ gì không biết ha. Cái kìm chết này nó dài khoảng đó, anh em nhìn trên màn hình luôn nha. Kìm này như kìm của Mỹ nha anh em, đây có 1/8 đây, đây điều chỉnh đây em, thấy nó sử dụng nó kẹp để nó hàng là nó dính cái sỉ hàng lên đây ha, dính cái sỉ hàng lên đây anh em, không có bị gì hết nha, dính cái sỉ hàng nó kẹp đồ để nó hàng á, không xấu lắm nha, không phải xấu nha. Đó, 300.000 7A. 7B là bán cái món này ha, 250 nha anh em, 250 cho một cục như thế này, tí xíu này. Cái này nó full bộ, full mới luôn nha anh em, nó là có cái vỏ nó nhưng mà nó bị rách nát là mình vứt đi, còn lại cái đáy thôi. Một cục đá mài điêu lứt toan nha. Cái này chung những anh em nào này mình không biết để mài gì, mình thì mình mài mấy cái đá mài dao, mình mài mấy những cái đá bự hơn. Nhưng chung những anh em nào xài trong công việc của mình thì biết cái giá trị những cái cục đá này ha. Tắt dài con tắt nha anh em, dài ngang khoảng 27 đó, dày khoảng 18, chưa dùng đâu nha, dục bãi chắc 100 năm rồi nè, dơ thôi chứ gì hết á. 250 nha anh em, về mài với mài. Thường thường những cái này cho những anh em nào làm mài những cái đồ nhỏ, chi tiết nhỏ. Cái này như cái ngoài cái hộp nó có cái thông số độ mịn nó như là 1000 nha anh em, trong đây thì nó không có in đây. Đá mịn nha. 250 nha cho một cục duy nhất 7B. Số 8. Số 8 là cái món này. 300 một cây nha anh em. Cái này mình có 2 cây. Cây nào cũng như cái nấy nha anh em, nó không có nổ mà rơm nha, nó dính có giọt mưa cái nó là ấy xét lên này đánh ra nó cũng ra nữa, phải nằm trong cái chữ nó in nổi lên. 2 cây này của Tone 1/2 nha. Y chang nha, 2 cây. Ủa sao thằng này là nó lại thằng da băng ở đây. Hai cái thông số nó khác nha. Đó. Đánh dấu AB luôn cho anh em mình dễ mua luôn ha. 8A là này đi. 8B. Cây 300. Mới cũng dạng mới 90%, 80% không nha. Cây này nó không phải là cần lực mà dạng như cần trợ lực hay sao. Cái mấy cái khẩu 1/2. Cái này không biết chất dùng trong việc gì. Đương nhiên nó thiết kế là phải có cái mục đích sử dụng nha, chứ không phải ấy đâu. Hổm như mình bán ha, một cây rồi. AB nghe anh em, hai cây như nhau à. Nay mình về cả hai cây nữa. 8B 300 một cây. 300 một cây nghe anh em. Số 9. Số 9A.
150. Cái này trong đồ nghề con Nhật nó chế ra nó rất là nhẫn đầu, nó khá là nhiều, mình cũng không phải là chuyên môn lắm, nhột số mà hàng mình không chuyên môn lắm. Ví dụ những cái nào tiếp xúc với mình thường xuyên thì mình có thể biết, còn những cái nó cái này thì từ nào giờ cũng ít gặp nè, không bao giờ mình sử dụng tới đâu. Như cây này cây mồi lửa ga nó còn luôn nha anh em. Trong bán này mình gói cẩn thận để nó chắc độ lên, nó nổ đùng đùng mới mệt. Máy ra băng nha, cái này sử dụng sao như chẹt. Đây là một cái y như là cái đó ha, này cái công tắc bóp cò để cho dây ga nó ra nha mọi người. 150 9A ha. Cái này dài có 2.4 luôn cái quạt nha. Cái này sử dụng hết. À thằng này là tăng đưa. À tăng đưa ở đây, thằng này ốp, gạt cái này ốp, on ốp ở đây ha. Đây, ốp đây. Gạt ở đây là mở ra anh em xài nha, bóp cò. Cái này nếu mà hết ga cho anh em cài ra phải bơm lại. Đó. Còn không hết đá để chẹt cho những anh em nào làm cái nghề gì mà hàng gió đá. 9A 150. 9B 120. Thì những món linh tinh gì anh em có thể mua kết hợp nha. Nếu anh em nào muốn gửi hàng thì lấy một trả tiền trước, hai đặt cọc mình mới gửi, mình giữ hàng lại cho anh em người. Một cái cây này. Best tool như đây nha. B1, B2 và một dấu trừ. Này mạ rơm nha anh em, nó không thép không rỉ ha. Dòng cộng cái bộ lục giác của nó. 2 3 4 5. Đó. B1 nè, B1, B2 và một trừ 6. Đây là có mấy cái đầu lục giác 2 3 4 5. Còn khá là mới nha. 120.000 chưa bao gồm ship nha. 129B. Số 10 cũng nhiều. Số 10 bán cái hộp này 300. Hôm trước có bán hộp của Lotter mà nó có cái lớp giấy bọc ngoài, nhưng mà cái phần này là của thằng nào đây? Cũng dạng hàng full mới. Cũng của Nhật nha anh em. Amanh vậy đây, cái chữ nó là nó bị oxy hóa tí xíu, có góc xíu như thế này. Đó. Còn mới đẹp long lanh luôn nha, chưa dùng. Chắc nó dục lâu quá nha anh em. Đó, đọc bấm code kiểm đa năng ha. Cái này thì mới thì cắt khỏi chê rồi, để đo độ dày cho nó. Độ dày nó 3 ly là nó đầm tay và chắc lắm nha anh em, chứ có kiềm nhiều. Cái này nó cũng có nhiều loại lắm, nó mỏng nữa đó, chưa sử dụng luôn, anh em thấy còn sáng ngời luôn ha, tuốt khỏi bàn đi nha. Kiếp mà nó bị như nó muốn nổ tí xíu nha đây nha anh em, che đi cái thương hiệu nằm nhà này. Mới lan can thôi ha. Thiện hợp nó có một số đầu bấm code, mấy cái đầu đồ nghề linh tinh của nó nè, kèm theo không full như thế này luôn. Đầu bấm code, đồng thao có, mấy cái đầu để cách điện có. Đó. Rất là đẹp ha. Máy này là máy in ra băng luôn nha anh em. Chung đồ bây giờ mua giá nó khác lắm mọi người, chứ không phải như giá lúc trước, lúc mà giờ dạng như là nó rất nhiều người tiêu dùng ra bãi mua rồi, mỗi lúc nó mỗi khác nữa, chứ không phải mà cứ giá nào cũng mấy cái đó như đại bãi, bây giờ nó cũng mọc ra đầy nữa, chứ không phải nó cạnh tranh nhau, nó bán giá nó phải ra bãi mua thì phải mua, không phải thôi bỏ xuống thôi, chứ mình không có được mà trả giá với họ đâu. Có nhiều bãi một số người lại trả giá khi mình lên xe để số 1 giọt ngay đó, chửi thẳng mình luôn á, khỏi cần phải trả giá. Nhiều bãi nó khó lắm, nhiều bãi
Đó, anh em mình xem clip này có quay 2 clip ha, anh em xem mà có món nào phù hợp thì hãy đưa ra quyết định mua hàng nha. Giờ nhớ kỹ, nhắn kỹ mã số, nhắn kỹ mã số mình muốn mua. Rồi, cảm ơn mọi người nha.